Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay, Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách về công dụng của vàng trong phong thủy. Trong phong thủy, vàng được xem là màu mang đến may mắn và sức khỏe cho những người mệnh kim và mệnh thổ. Vàng là tượng trưng cho ánh sáng mặt trời. Chính vì thế, hướng hợp với những vật phẩm bằng vàng là đông hoặc đông nam. Hướng này giúp kích phong thủy tài vận cho gia chủ. Theo như nguyên lý ngũ hành, thì vàng thuộc hành kim, hợp với những người mang mệnh kim. Nếu gia chủ là người mệnh kim thì có thể lợi dụng quan hệ tương sinh để kích phong thủy tài vận cho bản thân bằng cách sử dụng các món đồ hoặc trang trí cho ngôi nhà của mình với màu vàng hay vàng đất. Tuy nhiên, cũng không nên vì vậy mà lạm dụng quá nhiều màu vàng cho ngôi nhà của mình. Một không gian với sắc vàng chiếm chủ đạo như vậy có thể gây ra cảm giác chói mắt cũng như nóng rực, tạo nên tâm lý tiêu cực cho người sinh sống. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.